một hồi vũ lực đoạt quyền theo thông huyền chân nhân doãn trí bình cùng thanh dương chân nhân bọn họ mới chân chính chấm dứt hàng nhạc bị đoạt lại hết thầy đều phải trở lại quỹ đạo như dương đình thiên đạo huyền chân nhân bọn họ bắt đầu bắt tay vào khôi phục trật tự cùng an ổn ngày xưa của hàng nhạc hết thầy đều tiến hành có trật tự bầu trời đêm sâu thẳm ngôi sao vụn như bụi đỉnh núi ngọc nữ diệp thần lặng lặng đứng lặng ở nơi đó nhìn về phía bắc tinh không trong mắt còn mang theo nhu tình sư phụ hằng nhạc đoạt lại rồi ngươi nhìn thấy chưa không biết từ khi nào gió mát ập tới sở linh nhi xuất hiện bên cạnh hắn kéo cánh tay hắn hai má nghiêng lên bả vai hắn khẽ nói một tiếng đang nghĩ đến tỷ tỷ sao đúng vậy diệp thần cười 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 có chút mệt mỏi tăng thương không lâu trước đây có rất nhiều khoảnh khắc hắn đều nhịn không được xúc động đi bác sở tìm sở huyên nhi nhưng mà hắn biết thần là thống soái tam quân căn bản không có thời gian đó. Sát thủ thần triều, quỷ tộc, huyết tộc, vũ chú tộc các thế lực cường đại lại cổ xưa lần lượt xuất thế, đều ở một góc nào đó của đại sở như hồ rình mồi, hắn cần phải trong chủ tính tập trung lực lượng, cần phải thống nhất nam sở trong tính kế để ứng phó với biến cố mà rất nhiều thế lực cường đại này tùy thời. Mang đến Ta hiểu, sở Linh Nhi khẽ nói một tiếng, cũng nhìn phương Bắc Tinh không từ xa, nàng làm sao không phải như thế. Trải qua sinh tử, nàng cũng nhìn thấu, nàng có lẽ có thể đi bác sở tìm kiếm tỷ tỷ của nàng, nhưng nàng cũng biết, nam sở quyết chiến tùy thời có thể bộc phát, diệt thần cần nàng, viêm hoàng cũng cần chuẩn thiên cảnh này của nàng. Cái gọi là chiến tranh, quá mức tàn khốc, sức mạnh của một mình nàng tuy nhỏ, nhưng có đôi khi, có lẽ có thể khống bức thành bại của cuộc chiến tranh này. Cho nên, nếu luận là diệt thần hay sở linh nhi, đều muốn cấp bách thống nhất nam sở trong thời gian ngắn nhất, thẳng đến khi có được vốn liếng đối kháng với những thế lực cổ xưa kia bọn họ mới có thể không hề gánh vác đi bắc sở không biết từ khi nào sở linh nhi dây vào trong ngực diệp thần ngủ thiếp đi diệp thần nhẹ nhàng giơ tay lên đem tế xuất một cỗ nhu hòa lực đem sở linh nhi đưa vào gác xép mà hắn vẫn nhìn phương bắc tinh không như trước rất nhanh dương đình thiên đến trong tay còn mang theo hai bình rượu mạnh gặp trưởng môn sư bá diệp thần cung kính hành lễ gọi ta là sư bá là được không cần mang theo hai chữ trưởng môn nữa dương đỉnh thiên vừa cười vừa đưa một bầu rượu mạnh cho diệp thần cười nói trưởng lão hội thái thượng trưởng lão đã toàn phiếu thông qua trưởng môn sư bá vẫn là ngươi làm đi diệp thần cuống quyết nói lòng người hướng về mọi người đều mong muốn ngươi thì đừng từ chối nữa dương đỉnh thiên xua tay cười chúng ta đều già rồi đại sở bây giờ đã là thời đại của các ngươi đám lão gia hỏa chúng ta sẽ tận lực phụ tá ngươi nhưng mà cứ như vậy quyết định Dương đình thiên trực tiếp cắt đứt lời nói của diệp thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai diệp thần cười nói chuẩn bị một chút đi ngày mai trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão hội dưới sự chú ý của mọi người ở hàng nhạc đang quang cho ngươi như thế diệp thần cung kính không bằng thao mình diệp thần hít sâu một hơi cảm giác bả vai bỗng nhiên lại nặng nề một phần đang nghĩ huyên nhi sư muội hử bên này dương đình thiên uống một ngụm rượu cũng giống như diệp thần nhìn về phía bắc tinh không sư bá có một số việc trước kia ta không hiểu hiện tại ta hiểu diệp thần nhìn tinh không nói bình thản nhân sinh ở thế gian vô luận là tiên nhân hay là phàm nhân lúc đều có thân bất do kỷ gánh vác một loại trách nhiệm nào đó, phải lấy mạng chịu trách nhiệm với nó. Sang Sơn có lẽ không sánh bằng mỹ nhân, nhưng trách nhiệm lại lớn hơn thiên hạ. Ngươi so với tưởng tượng của ta càng kinh diễm hơn, loại kinh diễm này không phải chỉ thực lực, mà là loại cảnh giới người thường không cách nào lý giải, Dương Đình Thiên ôn hòa cười. Hoàng giả trong lòng không phải thiên hạ, mà là thương sinh, bọn họ gánh vác cũng không phải vinh quang mà là trách nhiệm muốn lấy mạng thủ hộ. Diệp thần trầm mặc, ánh mắt lại không có rời khỏi phương bắc tinh không hắn không phải hoàng giả nhưng gánh vác trách nhiệm loại trách nhiệm này nhất định để cho hắn thân bất do kỳ nhất định để cho hắn không cách nào vứt bỏ hết thảy đi tìm hắn sở huyên nhi hai người cũng không nói gì nữa đều lặng lặng uống rượu không biết từ khi nào diệp thần lặng lặng uống rượu lúc này mới nhíu mày một chút theo bản năng nâng khuôn mặt lên đôi mắt híp lại nhìn hạo vũ tinh không là ai đang nhìn trộm phiến thổ địa này theo hắn lẩm bẩm một tiếng sáu đạo tiên luân nhãn cũng chậm rãi mở ra, chăm chú nhìn hạo vũ tinh không, bởi vì ngay một giây trước, hắn tự như nhìn thấy một đôi mắt cường đại đang nhìn trộm đại sở, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong đôi mắt kia mang theo tham lam cùng khát máu. Người nói gì? Sưng đỉnh thiên còn đang uống rượu, nghe được hắn khẽ lẩm bẩm, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sư bá, ngươi có phát hiện ra chút khác thường hay không? Diệp thần vẫn như trước nhìn chằm chằm hạo vũ tinh không, không biết vì sao, Nhìn hiện giờ Hạo Vũ Tinh Không, tâm linh của hắn dĩ nhiên đang run rẩy, đó là đối với không biết sợ hãi. Khác thường, Dương Đỉnh Thiên lông mày nhướng lên, cũng nhìn thoáng qua Tinh Không, không phát hiện cái gì đặc biệt, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Đó có thể là ta đã nhìn lầm, Diệp Thần cười cười, nhưng cười cười, khóe mắt trái của hắn liền có một luồng máu tươi màu đen chảy ra, theo hai má trượt xuống. Thấy thế, Dương Đỉnh Thiên nhíu mày một chút, lo lắng nhìn Diệp Thần. Thần Nhi, ngươi đây là... Vết thương nhỏ thôi. Diệp thần nhẹ nhàng lo đi máu tươi trên khuôn mặt, cười rất là tiêu sái. Ngươi là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai diệp thần. Chuyện ở nhân gian, vạn sự chớ quá gượng ép, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ làm lễ đăng quang cho ngươi. Nói xong, Dương Đình Thiên đã đứng dậy, đi xuống chân núi, nhưng lông mày cũng là từng bước từng bước bước xuống, níu càng sâu bởi vì hắn biết, Diệp Thần có việc gạt hắn, về phần chuyện gì, hắn liền không rõ ràng lắm. Dương Đình Thiên sau khi đi, Diệp Thần mạnh mẽ che mắt trái lại, bởi vì máu tươi mắt trái còn đang chảy, theo khe hở ngón tay không ngừng tràn ra. Thần sắc của hắn rất là thống khổ, cảm giác toàn thân giống như kim thép đang đâm vào, thần hải ong ong, làm cho hắn trong nháy mắt trở nên có chút thần trí không rõ, hắn thậm chí có chút không phân biệt được hư ảo cùng hiện thực. Ngô, không biết từ khi nào hắn mới kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều ngất xỉu dưới nham thạch, bóng đêm, tại thời điểm này trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, dưới tinh không, một hắc y nhân mặt nạ đứng trên đỉnh một ngọn núi, giống như một tòa tượng đài vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Hắn rất quỷ dị, thân thể tựa như hiện, tựa như thật như ảo, cũng đang ngửa đầu nhìn hạo vũ tinh không, tuy rằng mặt nạ che khuất khuôn mặt của hắn, nhưng mơ hồ có thể từ hai tròng mắt hắn nhìn thấy vẻ thống khổ, trong vẻ thống khổ, còn mang theo một chút mê mang tăng thương cùng mệt mỏi, ra mắt. Không biết từ khi nào, hắn mới theo bản năng nâng bàn tay lên, che mắt phải của mình, dưới ánh trăng tinh huy, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy cãi ngón tay của hắn có máu tươi màu đen chảy ra. Nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn đừng nhìn. Trong thiên địa, dường như có một đạo thanh âm kiêm như vậy vang lên, thanh âm rất là cổ xưa, nhưng lại mang theo trâu ngực. Lục đạo tiên luân nhãn, trò cười, Hôm sau, trời còn chưa sáng, đệ tử và trưởng lão của hàng nhạc tông liền thay đạo bào mới tinh. Nếu có không trung nhìn xuống, tràn đầy bóng người, giống như một dòng suối, hội tụ về phía đại điện hàng nhạc tông, không chỉ là đệ tử nội môn trưởng lão, mà ngay cả đệ tử trưởng lão của ngoại môn cũng đều tới. Hôm nay, chính là ngày trọng đại, chính là đại điển trưởng giáo đời thứ 9 của hàng nhạc đăng quang. Giờ phút này, hai bên bậc thang 999 bậc của hàng nhạc tông đại điện hạ đã đứng chỉnh tề hai hàng trưởng lão cùng trưởng lão. Dưới sự chú ý của vạn người, Diệp Thần mặc bạch y đạo bào, đã chậm rãi đi lên vân thang, thân hình cao ngất, bước chân vững vàng, thần sắc hắn bình tĩnh, giếng cổ không sóng, tóc đen không gió tự động chúng, còn mang theo khí chất hoàng gia. Nhìn Diệp Thần, đệ tử cùng trưởng lão hai bên vân giai, nhao nhao lộ ra vẻ cảm khái, một năm trước, Diệp Thần trong mắt bọn họ, còn chỉ là một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh ở cửa ngoài hàng nhạc. Một năm sau, Diệp Thần trong mắt bọn họ cũng là muốn làm hàng nhạc trưởng giáo, mà khi đó ánh mắt kinh miệt, cũng đều ở trong nháy mắt này, biến thành kính sợ, chiến lực, uy vọng cùng vinh quang của hắn, làm cho bọn họ không thể không nhìn lên. Trời đất khác biệt như thế, làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác không chân thật, một năm mà thôi, giống như cách thế, một năm mà thôi, vương chủ ngã xuống. Một đường này thật là nhiều cảm xúc, bên cạnh bậc mây, tư đồ nam thổn thức líu lưỡi. Xem ra, hắn làm trưởng giáo, chúng ta có thể an tâm trang bước một hồi, một bên, Hùng Nhị rất là ngữ trọng tâm trường sờ sờ cằm. Ngươi biết không, hắn duy nhất bại trận chính là ta, tạ vân lắc đầu, sau đó còn không quên mím tóc. Mọi người nghe vậy, nhao nhao giống như nhìn hắn ngây ngốc, không phải là chuyện đại hội cử ngoài sao, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi nhìn người ta, lại nhìn ngươi, đều là đệ tử của hàng nhạc, ngươi sao lại trộn lẫn thành bộ dạng này. Dạ Vân vẻ mặt không cho là đúng, chỉnh sửa chỉnh y phục, vẫn là vẻ mặt tự hào của mẹ hắn, chuyện này xuất ra giả vờ bước bách, vậy quả thử gấp bội có mặt mũi. Người vẫn là vạn người chú ý như vậy. Bên cạnh, Tề Nguyệt lặng lặng nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có thần sắc phức tạp, khóe miệng cũng có một chút tự diễu, khi đó nàng cao ngạo, có lẽ chưa từng nghĩ tới đệ tử nàng coi thường, sẽ có thành tựu như vậy đi. Ba, wow, thật đẹp trai, một bên, dạ như tuyết có chút mê hoa, mắt đẹp gợn sóng. Không chỉ có nàng, rất nhiều nữ đệ tử của hàng nhạc đều là loại biểu tình này, anh hùng yêu mỹ nữ, mỹ nữ cũng yêu anh hùng như nhau, huống chi diệp thần cái anh kiệt cái thế này thì sao, bên này, trước đại điện cuối vân dài, mắt thấy diệp thần từng bước đi lên, rất nhiều lão gia hỏa cũng là thổn thức cảm khái. Nhìn hắn, làm cho ta nhớ tới người nam đó, mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Đình Thiên ở một bên. Ta già rồi. Dương Đình Thiên xua tay cười, nhưng nhìn Diệp Thần, hắn làm sao có thể không muốn đến năm đó của hắn, năm đó hắn, cũng hăng hái như Diệp Thần, cũng giống như Diệp Thần vạn người chú ý, mấy chục năm như chớp mắt, giống như là đang nằm mơ. Đúng vậy, già rồi, mọi người nhao nhao cười, vuốt dâu, cười rất là tiêu sái. Đây là thời đại của bọn họ. Diệp Thần của ta, một bên, sở linh nhi cười thản nhiên, nhìn sóng mắt mê ly, như gì như say tỷ tỷ ngươi có thấy không cười cười sở linh nhi liền nhìn về phía bắc hư không tuổi như vậy liền có tư thế hoàng giả đại sở thống nhất chỉ còn vài ngày nữa một bên thiên tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt sâu cười rất là vui mừng chúng ta sẽ từng bước chứng kiến một hoàng giả quật khởi trung giang cũng nhao nhao cười nói tâm tâm ngươi đừng nhìn hắn ta ngươi cũng nhìn ta một cái đi bên này Long nhất này vẻ mặt ngây ngốc tươi cười nhìn mộ dung rượu tâm, đáng nói là, đầu chọc của hắn, không phải là bình thường sáng bóng. Mộ dung rượu tâm vẻ mặt đen ngòm trừng mắt nhìn gã này, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt lữ hộ của Long nhất, nàng không chỉ có một lần xúc động muốn bóp chết tên hàng không biết xấu hổ này tại chỗ. Mỹ nữ, ta coi trọng ngươi, làm vợ ta đi. Bên này, gã Long ngũ này vuốt đầu chọc của mình, rất là tự kỳ nhìn một nữ tử mặc bạch y, thật đúng là không phải rứt quát lưu loát như bình thường, đáng nói là, đầu chọc của hắn so với Long Nhất còn sáng bóng hơn, giống như bóng đèn. Lại nhìn nữ tử áo trắng kia, nhìn kỹ một chút, cũng không phải là Ngọc Linh phong chủ Đông Phương Ngọc Linh sao. Người có bệnh, Đông Phương Ngọc Linh hung hăng chừng mắt nhìn Long Ngũ một cái, từ sau khi đầu chọc Long Ngũ trước mặt này không biết từ đâu xuất hiện, câu nói kia của hắn nàng đã nghe không dưới 800 lần. Ta không bị bệnh, phía dưới ta rất lớn, ta, hằng thiên sư đệ tranh thủ thời gian ta đánh hai tên này một trận đi bên này hằng nhạc chân nhân nhím râu nước mắt nhìn hai tiện nhân không biết xấu hổ long nhất và long ngũ ta cũng thấy như vậy bọn hằng thiên thượng nhân nhao nhao nói nặng lòng xíu râu không biết vì sao nhìn thấy hai cái đầu chọc lắc lư qua lại kia lòng bàn tay bọn họ liền cảm giác ngứa ngáy khó hiểu nếu không phải hôm nay là đại điện đăng quang chỉ sợ bọn họ đã sớm đem hai người sách ra ngoài đánh đập mấy người nói nhảm diệp thần đã từng bước đi tới Thấy thế, mọi người liền nhao nhao hít sâu một hơi, chính xác trở nên nghiêm túc, đây chính là thời khắc trang trọng uy nghiêm. Gặp qua chư vị sư tổ, sư bá, sư thúc, diệp thần quỳ một gối trên mặt đất. Đệ tử hằng nhạc diệp thần, ta lấy thân phận trưởng giáo đời thứ tám của hằng nhạc, truyền ngươi hằng nhạc trưởng giáo kiếm lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng giáo đời thứ chín của hằng nhạc ta. Nhưng hy vọng ngươi tuân thủ kỷ luật đạo chứa quên sơ tâm. Dẫn hàng nhạc ta phát dương quang đại, để trở thành nguyện vọng thống nhất đại sở của các thế hệ tiền bối hàng nhạc ta. Theo dương đỉnh thiên hữu lực lại mờ mịt uy nghiêm thanh âm không ngừng ở trong thiên địa vang vọng, một đạo quang hoàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo lệnh bài quanh quần thần mang, lơ lửng ở trước mặt Diệp thần. Đệ tử nhận lệnh, Diệp thần hít sâu một hơi, hai tay nâng lệnh bài. "Được." Rất nhanh, hạ tiện vang lên một tiếng quát lớn, sau đó thanh âm như vậy liền liên kết một mảnh, hình thành hải triều, một sóng áp qua một sóng, thanh trấn thiên địa. Có thể thấy được chính là, giờ phút này tâm tình tất cả mọi người đều là phấn khởi, máu tươi đều là sôi trào, nhìn thấy diệp thần, bọn họ thấy được tương lai quang minh, thanh niên không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích kia, sẽ dẫn dắt bọn họ đi tới huy hoàng. Trái tim của người dân hướng tới, tất cả mọi người mong muốn trở về, nhìn đám người dơ cao cánh tay hò hét, dương đỉnh thiên, hằng nhạc chân nhân, thiên tông lão tổ bọn họ nhao nhao hùng hăng hít một hơi thân thái của một đám lão gia hỏa trong nháy mắt này trẻ hơn mấy tuổi trang diện kế tiếp nên đặc biệt náo nhiệt hàng nhà tái xuất trưởng giáo có thể nói là phổ thiên đồng khánh khắp nơi đều bày đầy tiệc rượu khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu bầu không khí rất nóng bỏng nhưng không phải tất cả mọi người đều chân thành thành ý như mặt ngoài trong số những người ngồi đây cũng có mấy người như vậy mỗi người đều mang quỷ thai trong mắt không chỉ một lần hiện lên u quang những người này không cần phải nói chính là các thế lực lớn của Nam Sở An Bài ở nội tuyến của hàng nhạc. Hai ngày nay, động tĩnh lớn như vậy của hàng nhạc, đây chính là tin tức khiến người ta khiếp sợ, tùy tiện truyền ra ngoài một người, đều sẽ khiếp sợ đại sở, nhưng họ đang lo lắng, tình báo không thể được gửi ra ngoài. Đối với những thứ này, diệt thần bọn họ từ trước khi đoạt lại hàng nhạc đã làm an bài chu đáo, bao phủ hàng nhạc tông chín tầng kết giới không phải đùa, đương nhiên không phải, kết giới như vậy, đừng nói là người, ngay cả truyền âm muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Ban đêm, tiệc rượu còn đang tiếp tục, nhưng diệp thần bọn họ liền đã tụ tập ở trong đại điện của hàng nhạc tông. Giờ phút này, trong đại điện treo dựng đứng cửu châu huyền thiên đồ thu nhỏ lại rất nhiều lần, mà trước cửu châu huyền thiên đồ, sừng dưỡng mấy trăm đạo thân ảnh hàng nhạc cửu đại lão tổ, rất nhiều thái thượng trưởng lão, xương đỉnh thiên bọn họ, thiên tông lão tổ bọn họ. Làm đi, e sợ thiên hạ bất loạn cổ tam thông cùng Vô Nhai đạo nhân hai tên này ngay từ hội nghị vừa mới bắt đầu hô to kêu nhỏ. Thực lực hiện tại của chúng ta đủ để tiêu diệt bất kỳ thế lực nào của Nam Sở. Xa xa không đủ, Diệu Thần hít sâu một hơi. Vẫn là câu nói kia, mục tiêu của chúng ta không chỉ là chính Dương cùng Thanh Vân, chính là toàn bộ Nam Sở cùng Đại Sở, nếu đại chiến, chúng ta tự nhiên đáp lại, nhưng chính diện đại quy mô chiến tranh sẽ tiêu hao lực lượng nữ sinh của chúng ta đây là hạ sách. Ý tứ vẫn là chơi đùa trong âm thầm. Cổ tam thông cùng vô nhai đạo nhân nhao nhao bĩu môi. Đây là ưu thế của chúng ta, Diệp thần mở miệng nói. Hôm nay ngoại giới không biết chúng ta đã đoạt hàng nhạc, càng không biết viêm hoàng cùng hàng nhạc đã binh làm một chỗ, đu thế này, chính là sẽ yểm hộ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Làm thế nào, trực tiếp nói đi. Thứ nhất, triệu hồi tất cả đệ tử và trưởng lão của hàng nhạc ta ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được xuất tông, những thế lực khác cắm ở nội tuyến của hàng nhạc ta toàn bộ cách ly, không cần giết, ngày sau có tác dụng lớn. Thứ hai, hàng nhạc cửu đại phân điện hoàn toàn phong bế. Thứ ba, nghỉ ngơi dưỡng sức, những đệ tử trưởng lão bị doãn trí bình trồng chú ấn, tu vi có nhiều người trì trệ không tiến lên, phái ra đan dược, bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi. Thứ ba, vẫn là chuyện cũ nói, hợp tung liên hoành. Nói tới đây, Diệp Thần bắt đầu không ngừng chỉ vào cửu châu huyền thiên đồ. Hiện giờ Tây Gia Nam Cương bị diệt, nhà tư đồ Tây Thục và Hùng Gia Nam Cương đã đạt thành liên minh, mục tiêu tiếp theo là tiêu diệt Bắc Xuyên Vương Gia, Liên Hợp Đông Nhạc Thượng Quan Gia. Ngoại trừ những thứ này, còn có rất nhiều gia tộc thế lực không kém như Đông Phương Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, tận khả năng lôi kéo, liên hợp tất cả thế lực có thể liên hợp. Đông Phương Thế Gia ta quen thuộc, phân điện thứ 9 không chỉ một lần giúp bọn họ, tin tưởng vấn đề không lớn. Tiêu Phong mở miệng nói. Bác thần thế gia ta đi, hằng nhạc chân nhân nhẹ nhàng vuốt dâu. Ta có quan hệ sâu xa với gia tộc này, hiện giờ tình thế nam sửa thay đổi trong nháy mắt, tin tưởng bọn họ sẽ xem xét thời thế, vấn đề không lớn. Tây môn thế gia để ta đến, hằng thiên thượng nhân thở dài một tiếng. Tuy rằng ta cực kỳ không muốn quay lại nơi thương tâm kia, nhưng đều là chuyện quá khứ, nơi đó ít nhất vẫn là gốc rễ của ta. Kế tiếp, người trong điện không ngừng có người tự động thỉnh anh, hàng nhạc xanh Liệt Nam Sở Tam Tông, trưởng lão trong tông cùng rất nhiều thế gia đều có quan hệ sâu xa, lớn đến cường đại thế gia, nhỏ đến Tam Lưu gia tộc, đều sẽ có người đi tới. Có lẽ người trong điện đều tồn tại một loại ăn ý nào đó, tuy rằng rất nhiều người cùng đông nhạc thượng quan gia đều có quan nguyên nhưng cũng không có người đứng ra, bởi vì gia tộc này, để cho Diệp Thần đi là thích hợp nhất. Đông nhạc thượng quan gia, ta đi. Song phương tâm chiếu bất tuyên, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Người nói, có khả năng kéo đan thành vào hay không, trung giang nhẹ nhàng vút sâu. Đan thành, nghe được hai chữ này, trong mắt mọi người nhao nhao lóe ra thần quang sắc bén, ánh mắt cũng đều không ngoại lệ đặt ở trên người Diệp Thần. Tuy rằng trận chiến kia của Diệp Thần cùng Doãn Trí Bình bọn họ không có ở đây, nhưng rất nhiều chuyện vẫn biết, vì che chở Diệp Thần, Đan Thần chi chủ Đan Thành luôn luôn không tham dự đại sở chinh chiến dĩ nhiên cũng tham dự vào. Có lẽ, đây chính là một cái tín hiệu, đó chính là Đan Thành muốn vì Diệp Thần phá hư thành quy từ lâu. Có thể tranh thủ một chút, Thiên Tông lão tổ nhìn Diệp Thần cười cười. Người là Đan Thánh, Đan Thành vẫn là rất coi trọng, nếu là đem Đan Thành kéo vào bằng và lực hiệu trự của bọn họ quả thực là như hổ thêm cánh đợi ta từ thượng quan thế gia trở về sẽ đi đan thành một chuyến diệp thần nhẹ nhàng gật gật đầu hắn là tâm trí bực nào tự nhiên biết ý nghĩa tồn tại của đan thành người nói chúng ta hiện tại có muốn bắt đầu liên lạc với một số thế lực của bác sở hay không tô gia lão tổ sơ sở căm như hạo thiên thế gia bắc hải thế gia thất tịch cung chú kiếm thành huyền thiên thế gia những thứ này ta nghe nói bọn họ sau trận chiến kia cũng đều xuất thủ hỗ trợ lời này vừa nói ra những người như thiên tông lão tổ cùng trung giang bọn họ nhào nhào liếc mắt nhìn tô gia lão tổ một cái nháy mắt với hắn một cái nhìn thấy mọi người như thế tô gia lão tổ nhất thời hiểu được có chút hối hận để hạo thiên thế gia người ở đây ai mà không biết quan hệ giữa diệp thần cùng hạo thiên thế gia gia tộc này ở trong lòng diệp thần vẫn luôn rất mâu thuẫn nhìn cái miệng thối này của ta kìa Tô già lão tổ vỗ vỗ miệng mình. Tiền bối không cần như thế, Diệp thần thâm hít sâu một hơi. Nên đối mặt luôn phải đối mặt, nhưng cái này về sau lại nói, dù sao nam sở bắc sở khoảng cách quá mức xa xôi, hạo thiên thế gia ta sẽ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tuyệt đối không chế thế cục nam sở sau đó, còn có chú kiếm thành, trước tiên có thể để cho người của bắc sở viêm hoàng bàn. Bộ đi liên lạc một chút, để chúng ta ngày khác tiến quân bắc sở chuẩn bị. Cũng tốt. Các vị, chúng ta không có nhiều thời gian, tốc độ phải nhanh hơn." Diệp Thần nhìn người ở đây. "Ta có một loại dự cảm không lành, đại sở sẽ trong tương lai không xa lâm vào đại hỗn chiến trước nay chưa từng có, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân có lẽ so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn, trước khi bọn họ còn chưa hoàn toàn trở lại, chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất ngừng tụ thực lực cường đại." Nhất, Diệp Thần nói những lời này, nghe được tâm tình người ở đây trầm xuống đều là lão gia hỏa làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của diệp thần hiện giờ sát thủ thần triều quỷ tộc cùng huyết tộc đã bắt đầu hoạt động như ma vực phu trung tộc ung minh địa phủ âm minh thánh vực yêu tộc cùng phượng hồn tộc cũng đang dục dịch những thế lực cổ xưa lại cường đại này cũng không phải nói đơn giản như vậy đều từng là đại địch thời đại cử hoàng đại sở tuy rằng thế lực không bằng năm xưa nhưng cũng không phải cường đại bình thường có lẽ thẳng đến bây giờ mọi người mới hiểu được vì sao Diệp Thần lại cẩn thận cẩn thận như thế, ngay cả có tuyệt đối áp chế thực lực đối phương, nhưng vẫn không dám tùy tiện chính diện khai chiến, bởi vì là chiến tranh liền có tiêu hao, bởi vì là chiến tranh liền có bất kỳ biến cố đột phát nào, muốn ở trong loạn thế. Ổn định gót chân, cần không chỉ là một lòng nhiệt huyết, mà là một chi tu sĩ quân đội đủ để nắm trong tay toàn cục. Đi đi, Tiêu Phong đã là người đầu tiên đi ra khỏi đại điện hàng nhạc tông. Những người khác như hàng nhạc chân nhân, Hàng thiên thượng nhân bọn họ đều nhao nhao đi ra khỏi đại điện, dựa theo gia tộc phân phối lúc trước đi hành động. Về phần Trung phước, Trung Ly bọn họ cũng đều phân chia rời đi, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn dắt đại quân, lấy thế lôi đình tiêu diệt Bắc xuyên vương gia, mà tọa trấn hàng nhạc vẫn là Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang cùng với mấy vị lão tổ hàng nhạc. Ngược lại Hồng Trần Tuyết vừa mới từ Thiên Thu cổ thành chạy tới, còn chưa vào đại điện, đã bị các chủ phong tế của mạng lưới tình báo hàng nhạc tổng hợp mời đi. Hồng Trần Tích nắm trong tay toàn bộ mạng lưới tình báo của Viêm Hoàng, phong tế không chế mạng lưới tình báo hàng nhạc tổng, hai người chính là ánh mắt của Viêm Hoàng. Cùng hàng nhạc, dung hợp cùng một chỗ, quy lực không thể khinh thường, mọi người đi sau đó, Diệp Thần vẫn đứng sừng sững trước cửu châu huyền thiên đồ, trên đó mỗi một con sông lớn, mỗi một tòa sơn xuyên, đều bị hán thu vào trong thần hài. Hãy để ta đi với ngươi, sở linh nhi mí môi nhìn về phía Diệp Thần. Sao? Ngươi là sợ ta ở bên ngoài chọc cỏ sao? Diệp thần mỉm cười, vẫn nhìn cử châu huyền thiên đổ như trước. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm, sở linh nhi cắn răng nay. Ta chỉ là rất sợ nhìn thấy bóng lưng ngươi rời đi. Nghe nói như thế, diệp thần không khỏi xoay người, nhẹ nhàng cạo chóp mũi sở linh nhi một chút. Nhà đầu ngốc, ta cũng không phải đi đánh giặc, diệp thần của ngươi cũng không dễ dàng chết như vậy. Đêm khuya, diệp thần như một đạo thần hồng bay ra khỏi hàng nhạc tông hướng đông nhạc mà đi sau khi hắn đi hàng nhạc tông cũng không bình tĩnh trên một ngọn núi một lão già mặc áo tím đã bị ấn xuống đất người này vừa nhìn đã biết là người quen hắn không phải là nội môn cất thanh của hàng nhạc tông sao cũng chính là sư phụ của tề dương bởi vì ngày xưa tề dương bị diệp thần đánh tàn phế hắn còn lên ngọc nữ phong cùng sở huyên nhi lý luận qua cũng là bị cường thế mời xuống núi ngoại trừ cái này hắn làm qua một kiện khác chính là trộm thân thể diệp thần Chẳng qua, hắn cho rằng hắn làm nhỏ nước không lọt, che giấu cũng rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là diệt thần cái kia dị trùng. Vì sao bắt ta, các thanh điên cuồng gầm gừ giống như chó điên vậy? Ta nên gọi là ngươi các thanh hay là nên gọi là ngươi hư viêm đây? Thanh âm du du vang lên, dương đỉnh thiên đi vào, thần sắc lạnh như băng nhìn các thanh. Cái gì hư viêm, ta, ta không biết người thực sự nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc, Dương Đình Thiên cười lạnh một tiếng. Chính Dương Tông thật đúng là đại quyết đoán, đường đường là phó các chủ mạng tình báo cũng dám cắm ở hàng nhạc tông ta, thật sự là không kiêng nề gì đâu. Người, người đang nói gì, ta không hiểu, Cát Thanh ngoài miệng nói, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hiểu hay không hiểu, không quan trọng, mang đi. Dương Đình Thiên Thanh âm hùng dũng hùng hồn, cùng lúc đó trên từng ngọn núi của hàng nhạc tông trong từng tòa gác xếp trong từng tòa cung điện đều có khí tức cường giả bạo dũng một bóng người bị bắt hoặc là trưởng lão hoặc là đệ tử đều cùng một lúc bị khống chế những người này không ngoại lệ tất cả đều là thế lực khác bố chính nổi tuyến của hàng nhạc đây là lần đầu tiên diệp thần đại thanh tẩy trong tông tới nay nói đến diệp thần hắn giờ phút này đã thông qua từng tòa bí ẩn truyền tống trận không ngừng hướng đông phương tiếp cận ủ không biết từ khi nào Diệp thần mới từ truyền tống trận đi ra, nhưng vừa mới đi ra, thân thể của hắn liền đột nhiên run lên, cả người nở rộ tinh huy rực rỡ, để cho hắn ở trong đêm tối có vẻ phá lệ trói mắt. Đạo thân Diệp thần liều lách nhìn một phương tinh không, tự như có thể cách vô số vạn dặm nhìn thấy một mảnh hoang mạc vô biên vô hạn, lại có thể xuyên thấu qua hoang mạc này, nhìn thấy một tòa cung điện sức nát trong một màn rực rỡ. Đó là chín phân thân của hắn, một trong số đó, trói mắt nhất, toàn bộ đều tắm rửa dưới ánh sao sáng chói, cả người tràn đầy tinh quang, ngay cả tóc đen cũng dính vào thần hoa chói mắt. Không chỉ như thế, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia phân thân tu vi ở cấp tốc tiến giai, từ nhân nguyên cảnh một đường giết vào chân xương cảnh, từ chân xương cảnh cường thế phá quan đến linh hư cảnh, lại từ linh hư cảnh một bước lên trời chan đến không minh cảnh, ở không minh cảnh đến nhất trọng ổn ổn ngừng. Lại. Cái này. Một màn này, cho dù là diệp thần cũng không khỏi kinh hãi một chút, chưa từng nghĩ tới một trong những phân thân mình ở lại hoang mạc cấm địa, dĩ nhiên nghịch thiên hóa thành đạo thân. Phải biết rằng, phân thân cùng đạo thân cũng không phải là cùng một cấp bậc, đạo thân so với phân thân mà nói, nhưng là độc lập tồn tại, có lẽ có tư tưởng cùng thiên phú độc lập, loại thiên phú này làm cho tu vi, thực lực của bọn họ đều hơn xa phân thân, vượt qua bản tôn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Long ra, long ra. Diệp thần cuống quyết gọi thái hư cổ long ở thế giới dưới lòng đất chính dương tông xa xôi. Người bị bệnh à, lại gọi ta lúc nửa đêm, rất nhanh, thái hư cổ long đang ngủ say bị đánh thức, long mô còn chưa mở ra, liền bắt đầu hùng hùng hục hồ. Ta lại sốt đạo thân, Diệp thần nói một câu. Nghe vậy, thái hư cổ long bất chấp mở long mâu, trong mắt lóe lên thần quang lấp lánh, nhìn chằm chằm vào chín phân thân của Diệp thần, làm như có thể thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ nhìn thấy tình huống bên này của diệp thần đâu nhìn một vòng thái hư cổ long cũng không phát hiện diệp thần mới xuất hiện đạo thân ở hoang mạc cấm địa diệp thần cuống quýt nói là ta một trong chín phân thân không biết chuyện gì liền hóa thành đạo thân hoang mạc cấm địa thái hư cổ long nhãn nhãn lại sáng lên muốn thông qua diệp thần đi xem tình huống cấm địa hoang mạc cũng là không thể như nguyện bởi vì cái kia địa phương quỷ dị, có một loại thần bí lực lượng che khuất hết thảy nơi đó. Nhìn không thấy, thái hư cổ long rụi rụi mắt, nhìn có chút đầu váng mắt hoa, nhỏ giọng nói. Chỗ kia, tám thành là có thứ kia. Phân thân vì sao hóa thành đạo thân, ngươi biết không biết, diệp thần mở miệng hỏi. Ai mà biết được, thái hư cổ long luôn luôn không biết gì cũng lắc lắc đầu. Phân thân hóa đạo thân, đây là xem cơ duyên không chỉ cần cơ duyên của bản tôn này còn muốn người cơ duyên của phân thân kia có lẽ người trong nháy mắt nào đó giác ngộ ý cảnh huyền ảo nào đó có lẽ phân thân người dưới cơ duyên xảo hợp thức tình thần trí những thứ này đều có khả năng phân thân hóa đạo thân trong đó chắc chắn có huyền cơ đừng nói là ta cho dù là đại đế cũng không nói rõ trách chỉ trách thế giới này quá mức kỳ diệu có một số việc chính là quỷ dị như vậy vậy cái này cũng quỷ dị quá đi Diệp thần sơ sơ căm. Cái này gọi là tạo hóa, tạo hóa có hiệu hay không? Thái hư cổ long lướt mắt nhìn chính phân thân của Diệp thần, miệng đầy oán thầm. Lão tử đều kỳ quái, người mẹ nó tiểu tử đi dạo chơi cũng gặp tạo hóa, một đường đạp chó, à. Thật ra ta có một câu hỏi vẫn muốn hỏi ngươi, Diệp thần trực tiếp không nhìn thái hư cổ long oán thầm, nghi hoặc hỏi. Ta ở hoang mà cấm địa, liền cùng phân thân người tại chính dương tông mất đi liên lạc, mà phân thân của ta ở hoang mạc cấm địa, ta lại có thể cùng bọn họ duy trì liên lạc, cái này hình như có chút mâu thuẫn trước sau. Thái hư cổ long đu môi. Ta cho rằng, lúc ngươi rảnh, có lẽ có thể lại đi hoang mạc cấm địa dạo một vòng, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đừng đừng đừng, chỗ đó ta không dám đi nữa, Diệp thần cuống quít lắc lắc đầu. Ngươi sợ cái con khỉ gì, có phân thân là ngươi xa xa không ngừng truyền tinh thần chi lực, ngươi linh lực vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết, điều kiện tốt như vậy ngươi cũng không đi, ngươi có phải là ngốc hay không? Nghe ý tứ ngươi này, hoang mạc cấm địa còn có đại bảo bối. Diệp thần sờ sờ cầm, nhìn về phía thái hư cổ long, rất có thâm ý hỏi. Long ra, ngươi có phải là biết cái gì hay không? Bảo bối tự nhiên là đại bảo bối, biết tự nhiên là biết một ít, bất quá những chuyện kiêng ngươi hiện tại vẫn là không biết là tốt thái hư cổ long nói càng có thâm ý chờ ta một ngày nào đó đi ra tự mình đi tới nếu chứng thực suy đoán của ta chính xác ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi đại sở này thật là mẹ nó thật thú vị mẹ kiếp ngươi đừng làm ta sợ ta cũng không dành dỗi dọa ngươi tối nay ta thấy ta không ngủ được ta phải hảo hảo mưu chế một ít chuyện thái hư cổ long nói xong trực tiếp che đậy cùng Diệp Thần nói chuyện với nhau. Đại sở rất thú vị, Diệp Thần sơ sờ, sờ cầm, thái hư cổ long lời nói đại biểu ý tứ rất không đơn giản. Lão đại, rất nhanh, trong thần hải Diệp Thần vang lên một đạo thanh âm, nghe vậy, Diệp Thần mạnh mẽ nhìn về phía một mảnh tinh không, biểu tình đặc sắc nhìn chằm chằm tinh thần đạo thân của hắn. Người, người vẫn có thể nói chuyện. Có thể, tinh thần đạo thân cười ầm ĩ, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái tắm xuân phong. Người điều này là thú vị, Diệp Thần vuốt cầm, từ trên xuống dưới đánh giá tinh thần đạo thân của mình. Phải biết rằng, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân của hắn cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng tinh thần phân thân mới tấn này lại có thể nói chuyện, điều này làm sao làm cho hắn không khiếp sợ, đi mã này như thế nào giống như đồ giỡn. Ta có thể đi ra ngoài dạo chơi hay không? Diệp Thần ngạc nhiên, Tinh thần đạo thân gãi đầu xấu hổ cười cười. Chỗ này, thật rất nhàm chán. Ngươi muốn đi ra ngoài, diều thần cuống quýt nói. À, cho ngươi một nhiệm vụ, ở Bắc Sở đi tìm sư phụ ta, sau khi tìm được, lập tức thông chi cho ta. Còn nữa, ta sẽ đem bí pháp thần thông truyền cho ngươi, bí mật tìm kiếm, đừng gây họa cho ta, ừm, tốt nhất là mang theo một cái mặt nạ, hiểu chưa? hiểu rồi hô kết thúc cùng tinh thần đạo thân nói chuyện với nhau diệt thần lần thứ hai lên đường như một đạo thần cầu bình thường giống nhau xẹt qua tinh không tâm tình của hắn vẫn không tệ lắm tuy rằng không biết vì sao hồ đồ liền xuất hiện một đạo thân nhưng đây chính là một chuyện vui lớn chiến lược đạo thân mặc dù không bằng bản tôn nhưng cũng có chiến lược địch lại chuẩn thiên cảnh bình thường phối hợp với tiên hỏa đạo thân thiên lôi đạo thân cùng đạo thân nhất khí hóa tâm thanh giết chết một chuẩn thiên cảnh cũng không phải là chuyện không có khả năng giả sử thời gian đợi bọn họ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh vậy còn không treo lên trời ông trời thật đúng là chiếu cố ta diệp thần nghĩ nghĩ lại liền không khỏi lộ ra tươi cười chỉ là bỗng nhiên mắt trái của hắn lần thứ hai tràn ra máu tươi màu đen theo khuôn mặt chảy xuôi xuống ngô diệp thần đang phi hành mạnh mẽ kêu lên một tiếng đau đớn che mắt trái của mình trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ thống khổ, để cho ngự không vì hành hắn, thiếu chút nữa từ hư thiên rơi xuống. Rốt cuộc là ai đang công kích lục đạo tiên luân nhãn? Diệp thần nói xong, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, đôi mắt đỏ như máu của hắn, lần thứ hai nhìn về phía hạo vũ tinh không, giờ phút này hạo vũ tinh không, ở trong hai mắt hắn có vẻ có chút mờ mịt mờ mịt, để cho hắn có chút không phân biệt được chân thật cùng hư ảo. Không biết từ khi nào, diệp thần thống khổ mới chậm rãi tản đi, nhưng sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt đời tu vita đại thành nhất định sẽ vạch trần tầng bước màn thần bí này diệp thần lạnh lùng một tiếng lần thứ hai ngự không mà đi như một đạo kim sắc thần quang xẹt qua tinh không mờ mờ bằng ngươi diệp thần vừa mới đi liền một đạo cổ xưa thần bí có thú trêu trọc thanh âm vang vọng ở trong thiên địa trải qua một thời gian dài chưa từng tiêu tán gần bình minh diệp thần mới rơi xuống trước một tòa thành cổ thành này tuy không lớn cũng là rất phồn hoa, ra vào ra vào đều là tu sĩ, nhưng cơ bản đều là không minh cảnh trở xuống. Giờ phút này, Diệp Thần đang đứng sừng sững ở cửa thành, vẻ mặt hướng thú nhìn dưới tường thành dán một bức họa, càng chuẩn xác mà nói là một đạo lệnh truy nã, mà người bị bức họa kia truy nã chính là Diệp Thần hắn. Chính Dương Tông, các người tài lực thật lớn. Ta thậm chí không biết mạng của ta đã trở nên có giá trị như vậy, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bởi vì tiền thưởng này, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi thổn thức líu lưỡi mười khỏa ngũ văn linh đan chín ngàn vạn linh thạch thượng phẩm linh khí một vạn kiện cao giai công pháp tam bộ cao giai huyền thuật tam bộ trực chính dương tông lần này thật sự là hạ vốn không chỉ là diệp thần người vây xem ở chỗ này cũng là trong ba tầng ngoài ba tầng nhìn thấy tiền thưởng này cũng là miệng đầy líu lưỡi bất quá cũng đúng chiến lược của diệp thần đó cũng không phải là đồ giỡn, chuẩn thiên cảnh chết trong tay hắn không ít có người thổn thức một thân Người bình thường cũng sẽ không đi đụng vào mối xui xẻo của hắn, người dám đi bắt hắn, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới chuẩn thiên cảnh đi. Đây ngược lại là nói thật, hơn nữa một hai tôn chuẩn thiên cảnh còn không dùng được, có người chật chật lưỡi. Nghĩ đến ngày đó, hơn 30 tôn chuẩn thiên cảnh, hơn một ngàn không minh cảnh đều bị giết chết hắn. Nếu dựa theo độ khó này mà cân nhắc, tiền thưởng chính xương tông còn ít thì sao, cho dù cho những tiền thưởng này, ta cũng không dám mang mạng mình đi đánh cược lời này ta thích nghe. Diệp thần sờ sờ cầm, ngữ trọng tâm giải cám một câu. Chúng ta bất luận thực lực, liền nói thân phận, hắn chính là đan thánh. Ta đã nghe nói, vì cứu hắn, người đan thành đều tham chiến, cùng hắn gây khó dễ, chính là cùng đan thành không qua được, cùng đan thành gây khó dễ, vậy đừng qua. Muốn ta nói, cũng đừng quỷ mê tâm khiếu, một người mũi nhọn má khỉ vẻ mặt ý vị thâm trường nói. Tên kia chính là một người có thủ tất báo, ngay cả tình lữ cũ cũng dám trói. Người không biết xấu hổ như vậy, tốt nhất đừng chọc, giết chết còn tốt, nếu như không làm chết được, chuyện gì không biết xấu hổ cũng làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới một cái gã này, nhìn khuôn mặt thiếu hấp dẫn kia, hắn liền sinh ra một loại xúc động khó hiểu. Rất nhanh, người nọ liền bay ra ngoài, qua thật lâu, mới nghe được một tiếng nổ vang, cùng với một tiếng chửi bới như sói gào diệp thần vỗ vỗ tay ở dưới một đôi ánh mắt kính sợ đi vào cổ thành không biết khi bọn họ biết thanh niên bọn họ nhìn theo rời đi chính là diệp thần sẽ là loại biểu tình gì mượn truyền tống trận nơi này không tiêu ba canh giờ hẳn là có thể đến đông nhạc diệp thần trực tiếp không nhìn ánh mắt phía sau đi vào trong thành liền đi thẳng đến trung tâm mà đi trong lúc đi lại cũng không quên tính toán lộ trình thánh chủ rất nhanh một đạo truyền âm liền bay vào trong thần hải của diệp thần nghe vậy Diệp thần lông mày nhướng lên, rất chuẩn xác tìm được nguồn gốc của thanh âm. Đó là một quán trà, truyền âm cho hắn chính là ông chủ quán trà kia, chính là một lão nhân lớn tuổi, tu vi không cao, không minh cảnh nặng nề, nhưng ở tòa thành cổ này, xem như là cực cao. Mạng lưới tình báo của nhân hoàng quả nhiên bá đạo, diệp thần trong lòng thổn thức thán phục một tiếng, dĩ nhiên còn ở thành cổ xa xôi như vậy có cứ điểm tình báo. Trong lòng nghĩ, hắn vung y bào, như không có việc gì ở trước quán trà tìm một vị trí thoải mái. Đông Nhạc vừa truyền đến tin tức, phân điện thứ ba, thứ tám của chính Dương Tông vây quanh Đông Nhạc thượng quan gia, lão nhân lớn tuổi kia một bên truyền âm, một bên cung kính vì Diệp Thần rót một chén trà, diễn quả nhiên là nhập mộc ba phần, mặc cho ai nhìn, cũng không thể tin được đây là một cái tu sĩ không minh cảnh. Binh lực của hai điện, nghe được truyền âm của lão nhân già, cho dù là Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày, Đông Nhạc thượng quan gia tuy mạnh, nhưng thực lực chỉnh thể cùng thực lực của chính Dương Tông nhất điện không sai biệt lắm, Chính Dương Tông một hơi phái ra binh lực của Hai Điện, đây là một hơi tương diệt Thượng Quan Thế Gia. Nghĩ tới đây, Diều Thân vẫn là có chút ái náy, trận chiến khổng lồ của chính Dương Tông tiến công Thượng Quan Thế Gia, còn không phải là bởi vì ngày đó Thượng Quan Thế Gia ra tay viện trợ hắn sao. Có lẽ cũng chính là bởi vì chuyện này, Thượng Quan Thế Gia mới có thể bị chính Dương Tông ghi hận, bị coi là cái gai trong mắt, bằng không cũng sẽ không phái ra lực lượng khổng lồ như vậy tiến công Thượng Quan Gia. Bác Xuyên Vương xa bên kia thế nào rồi? Diệp thần nhẹ nhàng bưng chén trà lên, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nửa canh giờ trước truyền đến tin tức, bác xuyên vương gia bị đánh trở tay không kịp, dĩ nhiên bị diệt, lão nhân cuống quyết truyền âm nói. Hiện tại địa tôn cùng nuôi tôn bọn họ có lẽ đã ở trên đường trở về hàng nhạc. Truyền tấn cho tổng bộ hàng nhạc, Diệp thần lúc này truyền âm nói. Điều cho ta chín chuẩn thiên cảnh lại đây, còn có, hàng nhạc cửu đại phân điện tu vi ở không minh cảnh trở lên, lập tức tiến tới đông nhạc chín chín đại phân điện không minh cảnh trở lên tất cả tất cả đều tham chiến lần này lão nhân che giấu rất tốt đều không khỏi giật mình một chút đem tất cả nước trà đổ ra bên ngoài thánh thánh chủ trận chiến này có phải hơi quá quá lớn vì giảm bớt thương vong muốn chính là áp chế thực lực tuyệt đối diệp thần lời nói chậm rãi khóe miệng còn thấm vào cười lạnh khó được chính dương tông đưa cho chúng ta một khối thịt mỡ lớn như vậy muốn nuốt liền cho hắn nuốt sạch sẽ cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có hiểu rồi lão bản rót cho khách một bát trà và quay lại và đi vào thành côn đại lễ của người ta nhận lấy bên này diệp thần lần thứ hai cười lạnh một tiếng liền đứng dậy đi về phía trung tâm thành